Và giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin cuối ngày với ký giả Nguyễn Văn Khanh từ Hoa Thịnh Đốn. Vâng, thưa anh Khanh, Kim Nhung và Hoàng My xin kính chào anh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh. cũng xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN. Gửi lời chào đến hai bạn Kim Nhung và Hoàng My. Câu chuyện mà tôi sắp kể đây là cái câu chuyện của những ngày chờ trong tương lai chứ không phải là câu chuyện của quá khứ. Cái việc đầu tiên là hôm nay buổi sáng sớm là tôi nhìn thì đúng là hôm nay là ngày thứ sáu mùng 9 tháng 9 năm 2022. Tự nhiên tôi nghĩ ngay đến cái chuyện là hai ngày nữa là chúng ta sẽ cùng nhau cúi đầu tưởng niệm những nạn nhân không may chết trong vụ khủng bố xảy ra ngày mùng 9 tháng 11 năm 2001. Thưa với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, câu chuyện này đã xảy ra 21 năm rồi. Nhưng mà hầu như là mỗi một lần nhắc lại, nhắc đến ngày ngày September 11 là tôi cứ mường tôi cứ nhìn thấy nhưng nó vẫn vẫn ngay ở trên ngay trước mắt của tôi ở trong đầu của tôi và trong tâm tưởng của tôi tôi luôn tôi nghĩ đó là một cái trận à, khủng bố kinh hoàng tôi còn nhớ là tôi có gặp ông dân biểu Hamilton Lee là một trong những thành viên ở trong ủy ban điều tra tại sao lại có vụ khủng bố như vậy tôi nhớ là ông có nói với tôi một câu ông bảo rằng là một trong những cái điều cái chuyện đã xảy ra là cái chuyện đáng tiếc là cái chuyện không may và ông bảo rằng là ông chỉ tiếc là chúng ta đã không có nghĩ đến cái chuyện nó sẽ xảy ra trong hoàn cảnh như vậy không bao giờ chúng ta nghĩ được đến cái câu chuyện như thế và quả thật là như vậy đó là cái câu chuyện kinh hoàng mà tôi tin chắc chắn là không phải một mình cá nhân tôi mà là cả tất cả quý vị khán thính giả của SBTN cũng như hai chị cũng luôn luôn sẽ nghĩ đến mỗi khi chúng ta nhắc đến ngày 11 tháng 9 năm 2001. Đó là một cái câu chuyện mà tôi muốn thưa cùng với lại quý vị khán thính giả tối ngày hôm nay. Một chuyện nữa là hôm nay cũng là ngày 9 tháng 9. Như vậy là còn đúng 3 tuần lễ nữa là tới ngày 30 tháng 9 năm 2022. Và cái ngày đó là cái ngày kết thúc một tài khóa của một năm để bước sang tài khóa của một năm mới. Thưa với lại hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Cho đến giờ phút này tôi chưa thấy các ông bà dân biểu nghị sĩ nói gì về cái chuyện ngân sách cho tài khoá năm tới cả. Thành ra là tôi phải thú thận một điều. Tôi tin như thế này. Tôi tin là trong vòng 3 tuần lễ sắp đến, Đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục lên tiếng mắng nhất Đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục lên tiếng mắng nhất Đảng Dân Chủ. Và cũng chẳng ông nào, bà nào, cô nào, bác nào, chú nào nói đến cái chuyện là chúng ta phải bàn thảo về ngân sách của quốc gia. Thành ra là đó là những cái câu chuyện mà thú thật tôi ở Washington tôi không ngạc nhiên điểm về điều đó. Họ coi cái đó không phải là cái chuyện quan trọng. Tôi tin rằng là họ coi cái chuyện chỉ trích nhau là cái chuyện quan trọng hơn là cái chuyện lo cho ngân sách quốc gia. Đó là hai câu chuyện mà chúng tôi muốn xin được gửi đến quý vị khán thính giả cho chương trình tối ngày hôm nay. Và bây giờ xin được trở lại California với lại hai bạn Hoàng My và Kim Nhung. Vâng thưa anh, tuy là chưa có ông bà nào... Uh, đề cập tới vấn đề cái uh, ngân sách cho quốc gia nhưng mà ngày hôm qua trong các bài diễn văn đọc ở tại uh, Dearborn, Michigan thì uh, bà tổng trưởng tài chính đó là bà Janet Yellen uh, cũng đã có nói rằng là chưa bao giờ bà an tâm về nền kinh tế của nước Mỹ như bây giờ vì chúng ta đang đi đúng hướng. Như vậy thì đối với anh anh Khanh anh nghĩ thế nào và anh có đồng ý với cái điều mà bà tổng trưởng tài chính Hoa Kỳ nói không thưa anh? Tôi nghĩ rằng là tôi đồng ý với bà nhưng mà chỉ đồng ý một nửa mà thôi. Cái lý do tại sao tôi lại nói như vậy Trước hết là tôi phải thưa với lại Chị Kim Nhung là đừng có bảo tôi là ông nhà báo ba phải Tôi không có ba phải Chỉ cho phép tôi được trình bày Tôi thấy rằng là bà là nói cái điều đó sẽ là đúng Nếu mà chúng ta nhìn thấy 87 ngày liên tiếp giá xăng giảm Tình trạng kinh tế của nước Mỹ Ok và Thị trường lao động vẫn tốt Vẫn là thị trường tốt nhất thế giới cái Ngay cả vấn đề Thị trường chứng khoán Chứng khoán New York chẳng hạn là như vậy Mặc dù là có lên, có xuống, có trồi, có sụt Nhưng mà tôi còn nhớ là ông Barack, ông Barack Obama Rồi sau đó đến ông Donald Trump Rồi là gần đây nữa là ông Joe Biden Đều bảo rằng là nếu mà quý vị muốn đầu tư Thì chẳng có chỗ nào đầu tư tốt cho bản nước Mỹ Thật ra như vậy đó là những cái điểm lợi Và đó là cái điểm tốt Điểm đó chứng tỏ cho chúng ta thấy là Nước Mỹ cái chính sách mà ông Biden cho áp dụng Nó đang đi đúng hướng Nhưng mà thưa với lại chỉ một điều là như thế này Tôi thấy là bà nói có giọng có vẻ phấn khởi quá trong khi đó tôi thì tôi nghĩ rằng là Nếu mà nói rằng là Mừng thì tôi có mừng Nhưng mà ăn khao thì tôi chưa có ăn khao Lý do là tại sao như vậy Tôi thấy là đường vẫn còn dài và đường vẫn còn xa Chỉ nên để ý thấy là hiện tại bây giờ thì rất là đúng Giá xăng dầu đang giảm Nhưng mà chúng ta đừng quên là chúng ta mới ở mùa thu Chúng ta sửa soạn bước vào mùa đông Chuyện gì sẽ xảy ra vào mùa đông năm nay Thưa với chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả Chưa ai biết là cái tình hình nó sẽ như thế nào chưa ai rõ là cái cuộc chiến của Ukraine liệu là nó có giảm bớt hay nó sẽ tăng lên và liệu là cái số lượng xăng dầu mà OPEC cung cấp cho thế giới có giảm bớt hay tăng lên liệu là cái số lượng khí đốt mà nga cung cấp cho các quốc gia Âu Châu nó có giảm xuống hay nó tăng lên nó tóm lại là còn rất nhiều điều mà chúng ta cần phải lo thành ra là bởi như vậy tôi chỉ ủng hộ bà không một nửa đúng chúng ta đang đi đúng hướng nhưng mà chúng ta chỉ nên mừng chứ chưa vội là ăn khao đó là cái điểm mà tôi muốn trình bày, thưa với lại chị Kim Nhung. Còn nhiều điều phía trước lắm phải không anh? Còn rất là nhiều Câu điều. Câu trả lời à? là hoàn toàn đúng, dạo dạ vâng. Tôi dạ còn đây. nhớ là có một anh bạn của tôi bảo rằng là đường còn dài và còn xa, rõ ràng là như vậy. Thì lúc đó chúng ta mới đến được cái đích rõ như thế. Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa chú thì nếu mà được đưa ra một cái ví dụ để cho thấy là nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn chưa ổn định, thì chú sẽ đưa ra cái ví dụ như thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng là một cái thí dụ, tôi nghĩ cái này là cái thí dụ dễ nhất mà hầu như là ai cũng nhìn thấy cả. Đó là chúng ta nhìn vào cái thị trường địa ốc của nước Mỹ. Tôi còn nhớ là cách đây chỉ được chừng 6 tháng trời, thưa với lại hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, người ta mua nhà chỉ có 2,5% tiền lời, 3% tiền lời đã là nhiều. Bây giờ thì tối ngày hôm qua thì tôi trước khi tôi đi ngủ thì tôi thấy là 5.84, sáng ngày hôm nay khi mà tôi thức giấc thì tôi thấy là 6.7. Đó là những cái thí dụ cho chúng ta thấy là cái thị trường địa ốc nó đang gặp khó khăn. Nó đang gặp khó khăn là bởi vì sao? Là bởi vì uh, ngân hàng dự trữ liên bang Hoa Kỳ nói rằng là để giảm bớt lạm phát thì chúng tôi phải tăng tiền lời. Và khi mà tăng tiền lời như vậy thì rõ ràng là cái thị trường địa ốc nó khửng lại. Tôi còn nhớ là khi mà tôi sang Hoa Kỳ. Có lẽ là cái người nếu tôi nhớ không lầm thì cái người nói điều này là cố tổng thống Hoa Kỳ ông Ronald Reagan ông bảo rằng là chúng ta xây dựng một uh, nước mỹ xây dựng uh, một cái uh, một một cái khối uh, mà ông gọi là khối trung lưu tức là nước mỹ là nước của những người trung lưu và những người trung lưu là những người họ có tiền để mua nhà có khả năng để mua nhà có khả năng để trả tiền nhà nhưng mà thưa với lại chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả tiền lời cứ tăng như vậy thì làm sao mà họ mua nhà ngay cả những người bạn tôi những người mà họ có tiền họ muốn bỏ tiền ra để đầu tư họ cũng đang ngần ngại họ bảo rằng là đầu tư như vậy thì cũng không có lợi tôi cũng thấy là như thế này nên, nên nhớ rằng là chỉ trong vòng 6 tháng trời vừa qua cái giá cái mức tiền lời đã tăng lên gấp đôi từ 3% lên tới 6.5% cho hồi sáng ngày hôm nay khi mà tôi nhìn thấy thì tôi nghĩ như hiện tại bây giờ mức thâm tổ ở mức lạm phát là 8.5% và 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 theo như là các giới chức đặc trách về vấn đề kinh tế à Ốc cũng như là ở bên hội đồng kinh tế quốc gia và ngay cả các nhà kinh tế làm việc cho quỹ cho ngân hàng trừ trữ liên bang Hoa Kỳ họ cũng bảo rằng là làm sao để mà giảm xuống chờ mức lạm phát chỉ còn có 2% mà thôi, từ 8.5% giảm xuống còn có 2% là một quãng đường rất là dài. Đó là điểm thứ nhất. Chị thấy nhá, từ 9.4 xuống còn 8.5 mà tiền lời đã lên gấp đôi. Thì tôi nghĩ rằng là lúc mà khi mà chúng ta có được cái chỉ đạt được cái mục tiêu tức là bước lạm phát chỉ còn có 2%, thì lúc đó tiền lời sẽ có thể phải lên ít nhất là 10%, trăm chứ không phải là nhỏ đó ừ. là cái điểm mà đúng chị dựa cảm ơn chị uh, kim nhung ra nói điều đó ngất ngường chứ không phải là đùa đừng có đùa đó rõ ràng là như vậy đó thằng ra đó là cái thí dụ mà tôi nhìn thấy cái chuyện kinh tế của nước mỹ chưa phải là vội vã để mà ăn khao đâu bà giao lên muốn nói gì thì nói tôi thì tôi mừng thì có mừng nhưng mà ăn khao thì nhất định tôi không ăn khao có vẻ như là anh không mấy lạc quan về cái tương lai của nền kinh tế Hoa Kỳ khi mà anh trình bày qua những cái vấn đề lạm phát rồi những cái vấn đề tình hình địa ốc có phải không anh à, <cười> <cười> tôi tôi thì tôi không không nói rằng là tôi tôi nghĩ là ngay trong giờ phút này thì là chúng ta không phải là chúng ta bi quan là chúng ta lạc quan mà có lẽ rằng chúng ta nên nhìn thật sự và cái thực tế rõ ràng đó là như vậy để để chúng ta có thể sửa soạn trước những cái điểm gì những cái gì mà chúng ta có thể sửa soạn được thưa với lại hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả ai cũng mong là nền kinh tế đi lên và ai cũng mong tổng thống thành công ai cũng biết rằng tổng thống thành công thì là quốc gia thành công ngay trong giờ phút này bà giao liên nói là chúng ta đang đi đúng được tôi tin là chúng ta đang đi đúng được nhưng mà đạt được cái đích mà chúng ta chờ đợi thì có lẽ rằng là vẫn còn xa vời nói một cách khác vẫn còn ngất ngửa thưa với lại chị Kim Nhung. Wow ai cũng rất là hy vọng là uh, qua những cái đợt Covid uh, vừa qua rồi qua những cái uh, uh, nhất là vấn đề mà đang uh, uh, lo cho cái vấn đề uh, hỗ trợ cho chiến tranh của Ukraine nữa thì tất cả những cái vấn đề đó khi mà nó qua thì ai cũng mong là nền kinh tế của Hoa Kỳ trở lại nhưng mà Wow well, phải chờ đợi phải không anh ạ? Tôi dạ. trả lời là chắc chắn là phải chờ đợi là vâng dạ. tôi biết là, là chờ đợi là cái chuyện cái chuyện mệt mỏi lắm tôi cũng đã từng uh, trải qua cái giai đoạn chờ đợi một đôi khi tôi nghĩ là, là lúc mà còn tuổi trẻ là mình chờ đợi nhau chẳng hạn chờ đợi người yêu đã thấy mệt mỏi nhưng mà khi mà càng lớn lên có gia đình có con cháu vân vân và vân vân và nhìn cái những cái thế hệ tương lai thấy cái chờ đợi của họ thì tự nhiên tôi âu lo tôi âu lo nhưng mà không có nghĩa rằng là à, tôi à, tôi không dám nói là tôi nản trí. nhưng mà rõ ràng là có âu lo nói một cái khác như là chị Kim Nhung đúng đồng ý với tôi rằng là đường vẫn còn xa cái đích mà chúng ta mong đợi vẫn chưa có trước đến ngay trước mặt đâu thưa chị chờ anh chưa đến bao giờ <laughs> đúng vậy chờ mãi chờ giảm lạm phát chờ đến bao giờ chờ đến nào? bao vâng giờ như vậy. Vâng. Dạ, vâng. rất là dạ, vâng. Dạ, vâng. rất là cảm ơn anh thời gian cũng đã không còn cho nên là sẽ hẹn gặp lại với anh vào lần nói chuyện kế tiếp xin cảm ơn anh vâng thưa quý vị đến đây thì chương trình bản tin tối của đài truyền hình sbtn cũng xin được kết thúc xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị kính chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và an lành hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau xin kính chào quý vị